Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay, thứ năm ngày 5 tháng 1 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Khai mạc kỳ họp Quốc hội bàn về các nội dung quan trọng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa dự và phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2022. Doanh nghiệp chủ động xây dựng các kiosk để người dân bán hàng phục vụ Tết. Huyện Văn Lâm cưỡng chế giải tỏa vi phạm phục vụ dự án khu công nghiệp Phú Núi A. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội ở thủ đô Hà Nội, Quốc hội chính thức khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ hai Quốc hội khóa 15. Kỳ họp lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm xem xét quyết định những vấn đề cấp bách, cần thiết đáp ứng kịp thời yêu cầu của cuộc sống, xem xét thông qua luật khám chữa bệnh sửa đổi. Dự kiến kỳ họp sẽ tập trung trong 4 ngày và bế mạc vào ngày 9 tháng 1. Tại kỳ họp lần này, Quốc hội nghe báo cáo của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội về tờ trình về quy hoạch tổng thể quốc gia từ kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi, báo cáo đánh giá việc thực hiện quy định tại nghị quyết số 30 ngày 28 tháng 7 năm 2021, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 về các chính sách phòng chống dịch bệnh COVID-19 và tờ trình đề xuất nội dung đưa vào nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại nghị quyết số 30 về các chính sách phòng chống dịch bệnh COVID-19 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2013 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của luật dược. Việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021, nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài và điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan. Đặc biệt tại kỳ họp, Quốc hội còn xem xét cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu đối với một số đại biểu Quốc hội và xem xét phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm một số thành viên chính phủ. Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá về tổng quan công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng năm 2022 trong Đảng bộ tỉnh Hưng Yên có nhiều bước chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật nghiêm minh. Nội dung trọng tâm của công tác kiểm tra giám sát tập trung hơn vào những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh vi phạm tiêu cực. Kết quả nổi bật của các cấp ủy tổ chức Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp thể hiện rõ trong cái việc chủ động, tích cực tăng cường kiểm tra, giám sát về vi phạm, rồi các đối tượng tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra giám sát cũng đã được mở rộng hơn so với năm 2021. Thế qua công tác kiểm tra giám sát cũng đã phát hiện kịp thời, chấn chỉnh và xử lý nghiêm những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế yếu kém theo quy định, góp phần nâng cao kỷ luật kỷ cương nghiêm minh của đảng, cũng như là nâng cao nhận thức của tổ chức đảng và đảng viên về công tác kiểm tra giám sát, nhất là tổ chức đảng của đảng viên có vi phạm, khuyết điểm bị xử lý trong năm 2022. Nó thể hiện là cái số lượng đảng viên và tổ chức đảng được các cấp ủy chi bộ kiểm tra trong năm 2022 là tăng 196 đảng viên và 131 tổ chức đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp cũng đã tăng cường kiểm tra đảng viên, rồi kể cả cấp ủy viên có dấu hiệu vi phạm. Cái này thì năm ngoái chúng ta đã nói đây là một trong những cái tồn tại hạn chế. Thì năm nay chúng ta đã khắc phục được. Ủy ban kiểm tra các cấp cũng đã tăng cường kiểm tra các tổ chức đảng cấp dưới trong việc thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Các cấp ủy, chi bộ, ủy ban kiểm tra các cấp mở rộng giám sát chuyên đề đối với đảng viên và tổ chức đảng. Thì riêng cái nội dung này thì báo cáo đồng chí năm 22 thì đối với đảng viên thì chúng ta tăng 130 đảng viên và tổ chức đảng thì là tăng 190 tổ chức đảng so với năm 2021. Và đặc biệt là qua giám sát chuyên đề thì cũng đã phát hiện được nhiều đảng viên và tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm
và phải chuyển qua kiểm tra. Chỉ rõ một số tồn tại hạn chế về chất lượng kiểm tra giám sát, số lượng vi phạm bị xử lý còn nhiều, năng lực, trình độ của một số cán bộ làm công tác kiểm tra còn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới cấp ủy tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục tăng cường phổ biến, tuyên truyền, quán triệt và nghiêm túc thực hiện các chủ trương đường lối quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, nhất là chỉ thị số 44, chỉ thị số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Quyết tâm đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến đến cán bộ đảng viên và nhân dân không chỉ những các quy định của Đảng về kiểm tra giám sát mà ngay cả những các cái kết quả về kiểm tra giám sát của Đảng, thi hành kỷ luật Đảng đến cán bộ đảng viên và nhân dân để chúng ta góp phần giáo dục, răn đe, ngăn chặn và phòng ngừa những cái vi phạm. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng, bảo đảm tuân thủ đầy đủ đúng quy định, nguyên tắc, thẩm quyền, các quy trình, thủ tục của Đảng, phát hiện kịp thời, kiến nghị, đề xuất xử lý nghiêm minh theo thẩm quyền các vi phạm, khuyết điểm theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất cứ người đó là ai, và kiểm tra phải đi trước. Ủy ban kiểm tra các cấp phải chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra cấp ủy viên cùng cấp ủy viên cấp dưới, kể cả kiểm tra cách cấp ở những vào những địa bàn vị trí dễ nảy sinh tham nhũng tiêu cực, nhất là dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tăng cường năng lực của ngành kiểm tra Đảng của tỉnh trên cơ sở là hoàn thiện hệ thống các văn bản hướng dẫn về công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu về kiểm tra giám sát của Đảng, kiện toàn phát triển năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ kiểm tra. Trọng tâm là tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ nghiệp vụ và kể cả việc thực hiện luân chuyển cán bộ của tỉnh làm công tác kiểm tra giám sát trong thời gian tới đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu cấp ủy tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng phát động phong trào thi đua, lập kế hoạch tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng 16 tháng 10 năm 1948, 16 tháng 10 năm 2023. Hội nghị cũng được nghe đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh quán triệt các nội dung trong quyết định số 89 của Ban Bí thư về ban hành quy trình kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng, hướng dẫn số 03 và hướng dẫn số 05 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn việc phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản và thực hiện quy định số 69 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Nhân dịp này, thưa ủy quyền, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Doãn Trung Phúc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng vừa đi kiểm tra công tác chuẩn bị trực Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên. Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, bệnh viện cần bố trí đủ lực lượng, phương tiện, thuốc men phục vụ bệnh nhân, chăm lo đời sống cho cán bộ, nhân viên y tế, bố trí sắp xếp lịch trực phù hợp, tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên có thời gian vui xuân đón Tết cùng gia đình. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu trong năm mới 2023, tập thể cán bộ y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên tiếp tục đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, nêu cao tinh thần lương y như từ mẫu, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, tuyên truyền người dân sử dụng căn cước công dân gắn chip điện tử trong khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, thanh toán viện phí và phí dịch vụ y tế bằng phương pháp thanh toán không dùng tiền mặt trong khám chữa bệnh. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng quà Tết cho một số bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Nhằm quan tâm đời sống vật chất tinh thần cho người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, ngoài việc chuyển quà của Chủ tịch nước, tỉnh Hưng Yên đã quyết định trích ngân sách gần 45 tỷ đồng tặng quà cho các đối tượng, hộ gia đình. Trong đó, tỉnh sẽ tổ chức thăm tặng trên 33.800 xuất quà cho người có công, gia đình liệt sĩ, gia đình quân nhân. Mỗi xuất quà trị giá 900.000 đồng, gồm 500.000 tiền mặt và quà trị giá 400.000 đồng.
thăm và tặng quà chúc thọ cho trên 32.000 người từ 70 tuổi trở lên với mức từ 200 đến 500.000 đồng một người, tặng quà cho trên 8.000 hộ nghèo với mức 300.000 đồng một suất và 4 trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh với mức 3 triệu đồng một đơn vị. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phân bổ, chuyển quà tặng đến từng địa phương đảm bảo theo đúng số lượng, đối tượng. Các huyện, thành phố chỉ đạo các xã phường thị trấn tổ chức tặng quà đến từng gia đình chính sách, hộ nghèo, tổ chức chúc thọ, tặng quà cho người cao tuổi, đảm bảo trang trọng, chu đáo, kịp thời nhằm động viên người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo đón Tết vui vẻ, hạnh phúc. Để giúp người dân nâng cao hiệu quả kinh tế, thuận lợi tiêu thụ nông sản sau thu hoạch, đặc biệt là trong cao điểm tiêu thụ hàng hóa trước Tết, Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Vật liệu Sông Hồng là chủ đầu tư xây dựng khu nhà ở Sông Hồng và chợ nông sản tại xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ đã nhanh chóng hoàn thiện hạ tầng mặt bằng với hơn 400 điểm bán hàng. Dự án khu nhà ở Sông Hồng và chợ nông sản được xây dựng trên diện tích gần 8 hectare nhằm mục đích hình thành khu dân cư, thương mại, dịch vụ đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, tối ưu về công năng sử dụng, thúc đẩy sự giao lưu, thông thương hàng hóa giữa các vùng miền. Dự án có vị trí thuận lợi, tiếp sát đường tỉnh DT379 và đường tỉnh DT382. Từ đây đi thủ đô Hà Nội, đi các khu công nghiệp, các khu đô thị lớn như Eco Park, Vinhome, Old Park đều rất thuận tiện. Mặt khác, các địa phương lân cận dự án nằm trong vùng sản xuất nông nghiệp tập trung với nhiều mặt hàng nông sản cung cấp cho thị trường cả nước. Vì vậy, nhân dân mong đợi sớm có khu chợ để tiểu thương các nơi về thu mua, trao đổi hàng hóa. Mong làm sao là anh em của công ty đấy sớm thành lập được chợ để cho tất cả bà con chúng ta cùng họp rồi để phát triển kinh tế ngày giàu đẹp, không những đời của chúng tôi mà đời con đời cháu, chúng tôi rất là mong như thế. Thì đây là ra đây là thấy rất hợp lý và cũng chỉ mong muốn làm sao bên công ty là càng đẩy nhanh tiến độ cho tiểu thương chúng tôi được sắp xếp đi vào hoạt động. Khu chợ nông sản xây dựng trên diện tích 2 hectare gồm nhiều phân khu như khu kinh doanh thực phẩm, ký ốt cho thuê, khu chợ ngoài trời, bãi tập kết hàng, kho đông lạnh bảo quản hàng hóa. Chính quyền địa phương và nhân dân tin rằng dự án sẽ góp phần tạo cú hích, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Xã Yên Phú là một xã nông nghiệp về sản xuất màu, nhân dân rất phấn khởi. Thì cái vấn đề là có cái vị trí để giao thương cái hàng hóa của mình để vận chuyển đi tất cả các cái vùng miền khác. Để hỗ trợ nhân dân đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa nông sản tại khu chợ đầu mối tập trung trong dịp Tết, công ty đã đẩy nhanh tiến độ thi công nên chỉ trong gần một tháng đã hoàn thiện hạ tầng, mặt bằng phần diện tích xây dựng chợ được chia thành hơn 400 ký ốt, điểm bán hàng ngoài trời phục vụ miễn phí người dân. Để phục vụ cho nhu cầu buôn bán hàng hóa, công ty sớm xây dựng mặt bằng để bà con có nhu cầu buôn bán trong dịp Tết Nguyên đán. Công ty chúng tôi đã san lấp và tạo mặt bằng của một phần khu chợ nông sản để bà con có mặt bằng buôn bán. Toàn bộ khu vực buôn bán sẽ được công ty miễn phí trong vòng 2 năm để bà con yên tâm buôn bán lâu dài. Các hạng mục còn lại của khu chợ sẽ được công ty hoàn thiện và đi vào hoạt động trong năm 2023. Khi hoàn thành tổng thể, dự án khu nhà ở Sông Hồng và chợ nông sản được chia thành nhiều phân khu chức năng rõ ràng như khu chợ nông sản, khu đất thương mại dịch vụ bao gồm chợ, ký ốt bán hàng, khu đất ở bao gồm khu nhà chia lô, nhà biệt thự. Khi hoàn thành dự án không chỉ thúc đẩy tiêu thụ, trao đổi hàng hóa mà còn góp phần đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ cho các khu vực lân cận. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, sau khi hoàn thành công tác sơ tuyển thời điểm này, các địa phương đang tập trung cho việc rà soát tuyển chọn, phát lệnh gọi thanh niên khám nghĩa vụ quân sự năm 2023 và đề ra nhiều giải pháp để thực hiện mục tiêu đủ về số lượng, tốt và chất lượng, đảm bảo công khai, minh bạch, ghi nhận tại huyện Ân Thi. Sau khi có kết quả khám tuyển, lực lượng chức năng đã đến động viên hai thanh niên là Lã Văn Việt và Lã Văn Đức ở thị trấn Ân Thi. Đây là hai anh em song sinh cùng viết đơn xung phong để cùng được nhập ngũ đợt này. Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Quyên, mẹ của hai thanh niên Việt Đức cho biết, gia đình rất phấn khởi khi cả hai cháu đều đủ sức khỏe nhập ngũ và rất tin tưởng kỳ vọng vào môi trường quân đội sẽ giúp hai cháu sớm trưởng thành. Em bảo các cháu là mẹ lại mong muốn là các con là vào cái môi trường quân đội, mang một sức trẻ của mình để bảo vệ Tổ quốc và làm tròn cái nghĩa vụ của người công dân. Con vào cái môi trường quân đội thì con được học tập, rèn luyện để học cái kỹ năng sống. Ngay sau khi hoàn thành khám tuyển, các địa phương đã tiến hành xét duyệt hồ sơ, công khai danh sách, đồng thời sẵn sàng tiếp nhận, giải thích, giải quyết dứt điểm các phản hồi, các kiến nghị của người dân nếu có.
cùng với đó thường xuyên đến thăm hỏi động viên và triển khai nhiều biện pháp nhằm nắm bắt diễn biến tư tưởng các thanh niên và gia đình, đảm bảo tạo đủ số lượng. Đồng chí là quán triệt từ đến trực tiếp các công dân, cùng với là phối hợp với các đoàn thể, ban ngành trong xã và cơ sở thôn thì thường xuyên quan tâm động viên đến gia đình và công dân trên địa bàn, đặc biệt chú trọng việc quan tâm việc tham gia giao thông cũng như sử dụng rượu bia trong dịp lễ dịp Tết, tránh các trường hợp nảy sinh diễn biến tư tưởng trước khi giao quân, thì làm sao đảm bảo cái công tác giao quân đảm bảo chỉ tiêu của xã. Trước khi khám tuyển thì cháu làm công nhân ở khu công nghiệp Thăng Long 2 ở Yên Mỹ, cháu thu nhập khoảng từ 8 đến 10 triệu. Có đợt khám nghĩa vụ quân sự, cháu đăng ký và đã trúng tuyển. Cháu rất mong đợi đến ngày lên đường nhập ngũ. Đó là một nghĩa vụ và trách nhiệm của một công dân như cháu. Cháu rất kỳ vọng khi tham gia nghĩa vụ quân sự sẽ được trưởng thành hơn. Năm 2023, huyện Ân Thi được giao 240 chỉ tiêu nhập ngũ, trong đó có 35 là nghĩa vụ công an. Sau khám tuyển đã có 286 thanh niên đủ sức khỏe. Thời điểm này đã hoàn thành việc thâm nhập và chốt quân số với 4 trên 5 đơn vị nhận quân, đang tổ chức lớp bồi dưỡng cảm tình thẳng cho 151 thanh niên và chờ kết quả xét nghiệm HIV, ma túy để phát lệnh gọi nhập ngũ. Từ nay đến khi bàn giao quân, thì đối với cơ quan quân sự huyện thì chúng tôi đã giao nhiệm vụ cho các đồng chí cán bộ đã trực tiếp hàng ngày xuống các cơ sở để hoàn thiện tất cả các nội dung, đồng thời cũng như động viên nắm bắt tư tưởng, diễn biến tư tưởng của các công dân sẵn sàng nhập ngũ để chúng tôi có cả quyết tâm chính xác, và đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương đã ban hành cái kế hoạch giao nhiệm vụ cho các phòng ban ngành đoàn thể có liên quan thành lập cái ban tổ chức lễ giao nhận quân, hoàn thành tốt cái nhiệm vụ giao quân năm 2023. Năm 2022, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động đầu tư trên 24 tỷ đồng để xây mới, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, hoàn thiện hạ tầng để hướng đến mục tiêu về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023. Trong đó, kinh phí từ cấp trên hỗ trợ là gần 6 tỷ đồng, còn lại trên 18 tỷ đồng là nguồn ngân sách địa phương. Xã đã thực hiện nâng cấp đổ bê tông kiên cố cho 10 tuyến đường nội đồng ở tất cả 4 thôn với chiều dài trên 10 km. Hầu hết các tuyến đường nội đồng trước đây đều nhỏ hẹp, vì vậy khi thực hiện nâng cấp đường, người dân trong xã đã tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất nông nghiệp để mở rộng đường từ 2-3 mét lên đến 4-5 mét, đảm bảo kết cấu vững chắc, lắp đặt điện chiếu sáng, hàng rào kiên cố và kè bờ với những đoạn tuyến dọc kênh mương phục vụ tưới tiêu. Nhờ đó, hạ tầng giao thông tại xã Hiệp Cường ngày càng hoàn thiện, hiện đại, góp phần không nhỏ cho phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Sáng nay, huyện Văn Lâm tiến hành cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ gia đình ông Lý Trường Nam ở thôn Thanh Đặng, xã Minh Hải để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Phú Thới A mở rộng. Theo quyết định số 289 ngày 2 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Phố Núi A mở rộng với diện tích thu hồi 64 ha của 400 hộ trên địa bàn thôn Thanh Đặng, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm. Để thực hiện dự án, trước đó các ban ngành đoàn thể tuyên truyền vận động được 399 hộ đã đồng thuận nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, gia đình ông Nam có diện tích 472 m2 đất nông nghiệp, cố tình không chấp hành. Lực lượng chức năng đã tiến hành tổ chức cưỡng chế theo thẩm quyền. Với quyết tâm xử lý các vi phạm trên đất nông nghiệp, hành lang giao thông theo kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào vừa tiến hành giải tỏa 10 trường hợp vi phạm. Phường Bạch Sam đề ra phương châm dễ làm trước, khó làm sau, tiến tới giải tỏa triệt để các vi phạm. Những trường hợp vừa được giải tỏa đều là những vi phạm trên đất nông nghiệp với hình thức xây lều lán, xây tường bao quanh ruộng canh tác khu vực gần nghĩa trang, tổ dân phố Ngo và tổ dân phố Phan. Nếu không được ngăn chặn kịp thời, các khu ruộng này rất dễ được các hộ mua bán sang nhượng để xây mộ. Trong năm 2022, địa phương này đã tổ chức 10 lần giải tỏa cưỡng chế trên 50 vi phạm. Hiện phường Bạch Sam còn tồn tại 30 vi phạm trên đất nông nghiệp và hàng chục vi phạm hành lang giao thông thủy lợi. Cùng với việc tuyên truyền vận động các hộ vi phạm tự tháo dỡ, phường cũng lên kế hoạch xử lý cụ thể các trường hợp vi phạm theo từng tháng. Theo đó, từ ngày 1 đến ngày 15 hàng tháng, rà soát thông báo cho hộ vi phạm tự tháo dỡ và lên kế hoạch cưỡng chế. Từ ngày 15 đến ngày 30 sẽ tiến hành giải tỏa. Với những hộ cố tình không chấp hành sẽ cưỡng chế bắt buộc, đồng thời tổ chức quản lý chặt chẽ, kiên quyết không để tái vi phạm và phát sinh vi phạm mới.